Rồi, xin chào chị, bạn trở lại với chuyên Hùng xe hơi. Hôm nay em quay bản gọi là rẻ tiền nhất của Mazda CX-8 ạ. Phiên bản luxury, bản này là 949 triệu, gọi là 9 trăm rưỡi ạ. Thì đặc biệt thì đây là cả màu vàng ánh kim. Đấy ạ. Đây, màu nhìn thực tế. Bản thân màu này cũng mới ra và nó được chuộng khá là nhiều khách hàng khen đẹp. Trên CX5 và CX8 thì em quay cho anh chị. Đây, màu thực tế ạ. Màu này cũng rất là sang và bắt mắt. Thì CX8 bên em trang bị là 4 phiên bản ạ. Bản 2.5 Luxury 949 triệu đồng, bản Premium 2.5 thì bên em có bản 1 cầu 1 tỷ 024, bản 2 cầu 1 tỷ 119 và bản 2 cầu 6 ghế là 1 tỷ 129 triệu. Giá trên thì là chưa bao gồm chi phí lăn bánh phía trước bạ. Đấy, thì mình cứ cộng dư khoảng đó khoảng 100, hơn 100 một chút. Thì với phiên bản Luxury này thì mình sẽ lăn bánh đâu đó vào khoảng suýt soát tầm tỷ mốt ạ. Đấy. Thời điểm này thì có khuyến mại gì không, thì là trong tháng 3 2024 thì bên em đang có voucher giảm 50% lại bảo hiểm thân vỏ cho toàn bộ các dòng xe. Ngoài ra thì xe được trang bị phim cách nhiệt Luma của Mỹ bảo hành 5 năm và những cái phụ kiện nhỏ nhỏ, thì mình có thể liên hệ trực tiếp để đàm phán ạ. Thì bây giờ Mazda thì họ sẽ không đàm phán về giá khuyến mại nữa, mà toàn bộ giá khuyến mại được trừ thẳng khỏi giá niêm yết rồi. Đấy, nó không còn như là ví dụ như là Mazda CX-5 giảm 120 triệu như thời điểm trước ạ. Thì bây giờ giá niêm yết nó đã mềm đi rất là nhiều rồi. Mình mua gần như là sẽ đúng giá niêm yết và sẽ không 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 có giảm giá bán với tiền mặt thương lượng nữa. Đa phần là thương lượng về phụ kiện. Đó thì cụ thể như nào thì anh chị cứ búc máy alo giúp em nhé. Các bác ở Bắc Ninh. Rồi, CX-8 này thì gần như là đầy đủ công nghệ. Cá biệt là trên phiên bản luxury như này thì nó sẽ lược bỏ đi cái adaptive cruise control để phù hợp với cái giá tiền. Đó là lý do mà mình không có cái logo 3D cũng như là cái cụm cam ở chỗ sau gương chiếu hậu này để giữ lệch làn đường. Đây, mình chỉ có cruise control thường thôi này. Đàm thoại rảnh tay đúng không ạ? Màn hình phím điều khiển command. Phanh tay điện tử auto hold. Sưởi ghế, sưởi vô lăng, điều hòa hai vùng độc lập, gần như là toàn bộ đầy vẫn đầy đủ 10 loa bâu nhá. Thật ra về cơ bản thì CX-8 này là bên em cũng phải nói là một dòng xe 7 chỗ mà có cái mức giá thành, giá ra biển nó hợp lý và tối ưu về các option, nên là cũng khá nhiều khách hàng lựa chọn. Đối thủ bây giờ như là CRV hoặc là Santa Fe đúng không ạ, thì cái mức giá ra biển đâu đó vào khoảng tỷ 2, tỷ 3 cho từng phiên bản thì nó cũng có thể nói là một sự chênh lệch khá là lớn. Thì đây em quay nhanh cái màu vàng ánh kim ạ. Anh chị có nhu cầu mua trả góp cũng có thể alo trực tiếp qua bên em để được tư vấn nhé và xem xe trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.